Hello, xin kính chào các bạn. Hiện bây giờ là 9 giờ 30 sáng thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 là một cái ngày ở bên Việt Nam người ta ăn mừng cái ngày lễ 30 tháng 4. Thì Việt Cộng họ gọi là cái ngày lễ thống nhất. Bởi vì cái sự mà nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ tẩy não người Việt Nam của chúng ta, cho nên các cái thế hệ trẻ, mấy cái em bé, mấy cái cháu thiếu nhi, họ không có hiểu cái ngày lễ 30 tháng 4 họ gọi là cái ngày lễ thống nhất, họ không có hiểu, thì họ rất là nôn nao ăn mừng. Chẳng qua cái ngày lễ 30 tháng 4 đó là cái ngày mà ở miền Bắc đó người ta vào người ta lấy cái miền Nam, thì tất cả từ Bắc vào Nam đều là quê hương Việt Nam của chúng ta. Chẳng qua ngày xưa đó thì nửa nước Việt Nam ở miền Nam người ta không có thích cộng sản. Cái này là cái thực tế nha các em thiếu nhi. Các em sống ở Việt Nam, các em bị cộng sản nó nhồi sọ các em thiếu nhi quá. Bây giờ các cháu, các em hãy chịu khó bỏ ít phút ra nghe bác giải thích cho các bạn về cái tiểu sử ở nước Việt Nam, quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì nửa miền Nam Việt Nam đó không có thích cộng sản, chỉ có thích tự do như mọi người trên thế giới. Thì lúc bấy giờ trước năm 1975 là Việt Nam miền Nam, là miền Nam Việt Nam của chúng ta là giàu nhất Đông Nam Á. Lúc bấy giờ đó là thời bấy giờ đó là Nam Hàn, Singapore tất cả là đều thua cho về kinh tế, về giàu có, về cái sự mà văn minh hiện đại đó. Thì lúc bấy giờ đó, trước năm 1975 đó, thì châu Á, tất cả các nước châu Á, Philippines, Thái Lan đồ đó là người ta không có bằng miền Nam Việt Nam. Cái này là cái thực tế nha các cháu. Bởi vì Cộng sản Việt Nam nó không bao giờ nó dạy hướng dẫn cho các cháu, các em những cái điều này, cho nên các cháu không có hiểu được. Bởi vì các bấy lâu nay các cháu sống với cái chế độ, các cháu bị họ nhồi sọ. Bởi vì miền Nam Việt Nam trước năm 1975 giàu có là bởi vì là đồng minh của nước Mỹ. Miền Nam Việt Nam là đồng minh của nước Mỹ. Còn ở bên phía Bắc Cộng, ở bên phía Bắc Cộng, họ được Nga Xô và Bắc Kinh viện trợ. Với cái lý do từ bấy lâu nay thằng Bắc Kinh nó không muốn thằng Mỹ phương Tây nằm ở bên cạnh của nó, cho nên Bắc Kinh nó làm đủ mọi cách để giúp Bắc Cộng đánh miền Nam Việt Nam, chủ yếu là không cho cái sự hiện diện quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Thì như các bạn và các em, các cháu thiếu nhi ở Việt Nam biết đó, hiện bây giờ ở bên Nhật cũng có Mỹ đóng quân, ở Nam Hàn cũng có Mỹ đóng quân, và Mỹ đóng quân khắp nơi trên thế giới, ở những cái nước đồng minh từ châu Âu sang châu Á. Thì trở lại cái lịch sử, thì ngày xưa Mỹ nó đóng quân ở miền Nam Việt Nam, nó cũng tương tự như là quân sự Mỹ họ đóng quân ở bên Nhật Bản hiện bây giờ. Nếu mà Mỹ mà hiện bây giờ mà không có đóng quân ở bên Nhật Bản với lại Nam Hàn á, thì cái thằng Bắc Kinh nó rất là cà chớn với hai cái nước này, hai cái quốc gia này.
Thì cái ngày 30 tháng 4 á là cái ngày Bắc Cộng chiếm lấy miền Nam. Trong cái quá trình miền Nam Việt Nam bảo vệ cái sự tự do để chiến đấu với cái lực bọn Bắc Cộng, thì anh em của chúng ta, người dân của chúng ta cùng chung một nhà phải chiến đấu với nhau. Phe miền Nam thì đồng minh với Mỹ, phe miền Bắc thì đồng minh với Nga Xô với lại Tàu Cộng. Các cháu hãy bỏ cái ít phút, hãy thu những cái ý, cái kiến thức này. Đây là một cái kiến thức thực tế 100% mà Cộng sản không bao giờ nó tuyên truyền, nó giải thích, hướng dẫn cho các cháu hiểu. Thì lúc bấy giờ đó, thằng Bắc Cộng á, nó tuyên truyền với người dân ở miền Bắc á, nó nói á là người dân ở dưới miền Nam á, bị Mỹ đô hộ, làm nô lệ, tay sai, rất là khổ. Thì anh em ở miền Bắc họ nghe như vậy họ động lòng. Bởi vì tại sao những cái clip của mình thường hay dùng cái từ là Cộng sản nó lường gạt, nó lường gạt người dân của chúng ta, cũng như là cái ông thầy Võ Hoàng Yên. Nói tóm tắt cho các cháu hiểu rằng ngày 30 tháng 4 anh em của chúng ta giết lẫn nhau, chẳng qua hai miền thống nhất, không có cái gì mà để đáng là ăn mừng. Tiện đây chú xin chia sẻ cho các bạn, các cháu về cái lịch sử của nước Mỹ. Không chẳng những Mỹ mà hầu như tất cả các nơi trên thế giới họ đều có nội chiến. Thì ở Mỹ ngày xưa người ta có nội chiến Bắc Mỹ đánh với phía Nam. Người ta dùng dao lê, gậy kiếm, người ta đâm máu mủ, giết chết lẫn nhau. Cuối cùng, ở bên miền Bắc của nước Mỹ chiến thắng miền Nam. Hiện bây giờ là chú đang ở miền Bắc của nước Mỹ. Thì sau khi miền Bắc thắng miền Nam của nước Mỹ, hai bên ký hiệp định đình chiến, miền Bắc thắng miền Nam của nước Mỹ. Từ bấy giờ, người Mỹ họ không muốn nhắc lại cái chuyện buồn đau thương mà anh em của họ đánh giết lẫn nhau. Và đồng thời hàng năm miền Bắc của nước Mỹ không bao giờ nhắc tới một cái lễ ăn mừng to lớn là cái ngày lễ chiến thắng của miền Nam nước Mỹ. Họ muốn để cái chuyện anh em giết chết, đánh nhau, nội chiến đi vào quên lãng. Thì ở bên Mỹ đó, hàng năm á, những cái lễ lớn á, là như là cái lễ độc lập. Là lễ này người ta ăn mừng là bởi vì người ta đuổi được giặc Anh quốc ngày xưa. Anh quốc ngày xưa đi vào nước Mỹ. Đó là cái lễ lớn của người Mỹ, người ta ăn mừng cái sự độc lập. Thì nó cũng tương tự như là Việt Nam của chúng ta thoát khỏi nô lệ với cái sự cai trị của nước Pháp. Mà từ xưa tới giờ Việt Cộng không bao giờ nó ăn cái lễ chúng ta đánh Pháp, đánh giặc ngoại xâm to lớn, mà nó lại tuyên truyền ăn mừng cái lễ 30 tháng 4. Cái lễ này á, là cái lễ nó thật là buồn, là bởi vì phía Bắc bên kia họ làm tay sai cho nô cộng Bắc Kinh. Khi mà họ đánh thắng 30 tháng 4 chiếm lấy miền Nam Việt Nam của chúng ta là họ đánh cho Nga Xô và Bắc Kinh. Hiện bây giờ thì mình đã vào cái bãi đậu của nhà hàng Như Lan.
xin các bạn cho mình ít phút đi vào mua thức ăn sáng và một ly cà phê sữa đá. Sau khi đó mình ra lái xe trên đường về nhà, tiếp tục bình luận về cái ngày lễ 30 tháng 4 là một cái ngày lễ anh em của chúng ta, thắng anh em của chúng ta. Chúng ta ăn mừng trên cái sự đau buồn của cả dân tộc của chúng ta.